Chào mừng anh em đã quay trở lại với Tokyo Camera. Thì anh em có thích du lịch không nhỉ? Mình có một người bạn cực kỳ thích du lịch và anh ta muốn có những shot quay trên cao bằng flycam. Nhưng mà điều kiện anh ta đặt ra cho mình là phải nhỏ nhẹ này, dễ mang vác, có một chất lượng video tốt cũng như là công nghệ chuyển sóng mới, ổn định và đến từ một hãng uy tín. Nhưng điều kiện anh ta đặt ra mấu chốt là chiếc flycam đó phải có một giá thành rẻ. Thì không có một bài toán nào có thể làm khó mình cũng như nhà sản xuất DJI cả. Chào mừng anh em đến với sản phẩm mới nhất của nhà DJI. Nếu mà nhu cầu đầu tiên của ông bạn là nhỏ gọn và dễ mang vác thì Mini HE nặng chưa tới 249g, có một thiết kế vô cùng tối giản. Mình có thể hoàn toàn bỏ Mini HE cũng như là chiếc tay cầm điều khiển trong chiếc túi vải mang đi vô cùng dễ dàng. Tuy có một màn hình nhỏ gọn nhưng mà Mini HE vẫn cho là một chất lượng camera khá tốt khi có khả năng quay video lên đến 2.7K. Về công nghệ thì DJI Mini HE được trang bị công nghệ chuyển sóng đến từ nhà DJI là Okusin 2.0. Tay cầm vẫn là thiết kế tối giản quen thuộc vô cùng chắc chắn. Các chế độ an toàn bay cũng như là chế độ tự động vẫn được trang bị đầy đủ trên Mini HE, như một trạm để cất cánh này, auto return home, khoảng cách truyền video lên đến 10 km, cũng như có thể cản gió ở mức độ 5, giúp anh em bay an toàn hơn và cũng như bảo toàn ví tiền của anh em nhiều hơn đó. Các chế độ quay như quick shot hay là chụp ảnh panorama cũng như thời gian pin lên đến 31 phút theo thông số của nhà sản xuất sẽ giúp anh em có thể tha hồ sáng tạo những cảnh quay của mình độc đáo hơn nhiều. Và những điểm trên là những điểm khái quát về sản phẩm mới nhất của nhà DJI, chiếc DJI Mini HE. Vậy liệu anh em nghĩ gì nhỉ? Hãy comment xuống bên dưới nhá. Hãy cho clip này một like, một share, một follow để đón chờ clip sau của chúng mình nhé.